bánh mì phải có ba tê, đàn ông phải có máu dê trong người, câu này đúng hay sai? Mấy bà có bộ có người yêu tự ngẫm rồi trả lời giúp em, chứ em là em có đáp án rồi đó. Em lấy đứt được 10 năm, hai cặp sinh đôi. Mà một nhà xấu cái miệng ăn mà chỉ có một người kiếm tiền, tuy vậy gia đình em vẫn đề huề đầy đủ, tiền tiêu cả sắp đồ hiệu chất cả núi. Vì chồng em giỏi kiếm tiền còn chịu em nữa Đâu có phải đi làm đâu Ai trông vào cũng khen em có phúc Phải tích đức từ kiếp trước Mới được sướng như vậy ở kiếp này Nghe xong em chỉ biết biểu môi Mở đó bà húp Ngày nào em cũng chỉ dám ăn rau ăn cỏ Tập tành đến nhũng cả người Để giữ mình không thua kém mấy con nhìn nhện tinh ngoài kia Mà tháng vừa rồi em vẫn phát hiện Em bị nẫn tay trên Bởi con tranh miệng còn hôi sữa Chưa học hết đại học kia kìa nó xin vào làm chân thư ký cho chồng em, rồi ký luôn lên người chồng em các chị ạ. À. Con bé còn trẻ, xuất thân nhà quê, nên chắc ham làm giàu bằng con đường tắt, nên mới mồi chài chồng em chứ yêu đương gì cái bụng kia. Bụng bia đít hớp, lão chồng em càng chẳng ra gì. Lão mà không cho nó cơ hội, thì nó có một cánh cũng chẳng bay được lên đùi đảo. Mới bộ bịch hai ba tháng nay thôi Về nhà vẫn yêu vợ chịu con như không có chuyện gì Thôi thì phụ nữ hiện đại Kiếm tiền chứ không kiếm chuyện Sống với nhau đến tầm này Thì vì con với cái với tiền là chính chứ yêu thì phai bờ rồi Để lấy lại cái ví tiền đang bị dùng chung của mình Em lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ Em lẳng lặng theo dõi Ghi nhớ các thói quen của chồng với nhận tin Sau đó em thuê một người đàn ông cao to đẹp trai Để diễn kịch cùng mình hôm đó biết chồng và nhân tình đã đi nhà nghỉ em bắt đầu gọi cho tình hờ tới cả hai cùng thuê ngay phòng bên cạnh ở kế bên em cố tình cười nói thật to phát ra âm thanh nhạy cảm để lão nghe thấy không ngoài dự tính, vào nhà nghỉ với nhân tình nhưng mà lão Đức chồng em bắt đầu giảm thanh vểnh tai nghe ngóng, khiến em mắc cười quá mà không dám cười. Em với bộ hờ diễn sâu kinh khủng, chắc giờ này lão Đức bên kia đang sôi hết ruột gan rồi, tâm trạng đâu mà ăn hầu nữa. Khoảng 20 phút sau khi nhận được tín hiệu, lão Đức phi sang phòng em đập cửa ùn ùn, chắc lão đang ôm hy vọng bắt được mẻ cá lớn, đã chơi thì chơi cho cháy. Tình trẻ ôm eo, Em hững hờ mở cửa cho lão thấy Nhìn mặt đứt méo mó xanh đỏ Em hờ hững hỏi Anh cũng thuê phòng ở đây à Lão chồng em rú lên như lợn chọc tiết Em làm cái quái gì đấy Em bị anh bắt quả tang đi ngoại tình Mà mặt còn nhơn nhơn lên như thế được à Em tiếp tục vỡ kịch Thôi anh về phòng bên với cô ấy đi Bọn em sẽ đi chỗ khác Anh về đi Không mới cô ấy lại buồn Anh đã có ý định bỏ vợ để cưới người ta Thì đừng có làm người ta tổn thương Đang nóng máu đứt quát luôn ai nói anh sẽ bỏ em để cưới cô ta đó chỉ là loại gái vớ vẩn quen qua đường thôi để thêm dầu vào lửa cho đôi chim cu mới chớm em giả bộ âu sầu chính cô ấy đã tâm sự với em khi em biết anh không còn yêu em nữa và muốn cưới cô ấy em đã rất đau khổ nhưng mà tù em cũng hiểu không nên níu kéo khi hết tình yêu thật may những ngày tháng đó anh ấy đã luôn bên em trong vai nhân tình của em bồ hờ hợp, hợp tác vô cùng chào anh thật không được hay lắm khi gặp nhau hoàn cảnh này nhưng mà tôi yêu vợ anh thật lòng và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cưới cô ấy đây là danh thiếp của tôi nếu anh có khó khăn anh cần bao nhiêu tiền chỉ cần nhắn cho tôi một câu ngay lập tức tôi sẽ chuyển tiền cho anh tôi không chịu được khi thấy người phụ nữ mà mình yêu phải khổ nhìn tấm danh thiếp ghi tên và chức vụ của người đàn ông đó đức ngắn tuổi mặt lại hóa ra vợ anh lại có giá đến như vậy vừa lúc đó cô nhân tình chạy sang nắm lấy tay đức ra điều gắn bó anh cây cú tát cả một trời dáng và đuổi đi cô về đi về ngay cho tôi. Từ giờ coi như tôi với cô không quen biết, đừng có bịa đặt phá nát hạnh phúc nhà tôi. Em cùng với tình hờ về trước, mặc cho Đức níu tay em lại, càng hất mạnh ra. Trên đường về, vui vẻ ngồi trên chiếc xe đắt đỏ mới mua bằng tiền chồng. Em nhận được tin nhắn liên hồi từ Đức. Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh không bao giờ muốn mất em, mong em hãy cho anh cơ hội. Anh biết anh không giàu có và quyền thế như anh ta, nhưng mà anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm nữa hãy cho anh cơ hội được chuộc tội của mình. Ôi còn non và xanh lắm, tưởng khôn ngoan ở đâu chứ vào tay em, mãi chỉ là một bại tướng mà thôi. Vậy là em đã thu phục chồng yêu từ tay nhện tinh một cách đầy danh giá và dễ dàng như vậy đấy. Đêm đó tôi viện lý do chạy deadline để trốn sang ngủ ở phòng làm việc. Những ngày sau đó tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, vì trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh xem được qua camera. Tôi và Trung mới lấy nhau được gần 2 năm. Anh là đồng nghiệp của tôi, điển trai và hiền lành. Tôi là người chủ động tán anh. Mất gần một năm theo đuổi thì bất ngờ Valentine năm 2022. Anh cầu hôn tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi và tất cả mọi người. Tuy tôi là người chủ động theo đuổi, nhưng lấy về anh lại chiều tôi như bà Hoàng. Anh thường dùng những lời khen có cánh mỗi khi thấy tôi diện trang phục đẹp. Anh còn vì tôi mà lên học. Cách trang điểm, mỗi lần tôi đi đâu chơi, chồng đều là người kẻ cho tôi bộ lông mày siêu ăn ý. Lấy anh tôi thấy hạnh phúc lắm. Ngoài là một người chồng, anh còn là bạn tâm giao. Anh hiểu về tâm lý phụ nữ, khiến tôi dễ dàng mở lòng chia sẻ những điều thầm kín. Lấy nhau gần 2 năm, nhu cầu của anh với tôi tuy không nhiều, nhưng mà theo như mẹ tôi nói, ít nhưng chất lượng. Mới có đôi lần quan hệ tôi đã đậu thai. Nhà tôi vừa chào đón một thành viên mới, nay vừa tròn 6 tháng tuổi. Vì con đầy 6 tháng tôi phải quay trở lại làm việc, nên có thuê thêm một bảo mẫu để chăm bé. Tuy giúp việc là do người quen giới thiệu, hiền lành chất phát, nhưng mà trong lòng tôi vẫn rất cảnh giác. Có nhiều vụ giúp việc tai tiếng đã lên báo và con tôi còn quá nhỏ, nên tôi đã lắp lén camera ở trong phòng ngủ có cam tiện phết tôi tuy ở chỗ làm nhưng vẫn có thể thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình con chuyện lắp cam tôi cũng không nói với chồng vì bác giúp việc là người quen đằng nhà chồng giới thiệu nói ra thì lại lằng nhằng đến tay người họ hàng giới thiệu họ lại tự ái tối đó trong bữa cơm mẹ tôi gọi điện nói nhớ cháu quá muốn đón qua nhà chăm vài hôm vừa may đúng thứ bảy tôi không được nghỉ nên cho cả bé và bác giúp việc theo sang luôn có gì còn hộ đỡ bà giờ nghỉ trưa hôm đấy con tôi không có nhà nhưng mà tôi vẫn theo thói quen mở camera lên để kiểm tra chồng ở nhà một mình làm gì. Tôi giật nảy mình khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy điệu đà bước ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc đấy tim tôi đập thình thịch, chân tay bủng trũng không thể thở được. Không hiểu tại sao người chồng tôi luôn tin tưởng lại nở cấm sừng tôi khi con còn chưa dứt sữa. Càng nghĩ càng suy, chẳng thiết tha làm việc. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh ngồi khóc sưng hết mắt. Cô ta đi lại trong nhà tôi như thể đã tới đây rất nhiều lần thông dụng mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí còn trơ trẻn, lấy đồ lót của tôi ra nghịch và mặc thử. Chán chê là mở tủ đồ dùng trang điểm của tôi tô tô trát trát, tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà xé xác con vợ o trơ trẻn ấy ra. Nhưng mà chút lý trí cuối cùng còn sót lại, đã khuyên tôi bình tĩnh quay lại màn hình làm bằng chứng. Đúng là không có sốc nhất, chỉ có sốc hơn. Giây cuối cùng khi tôi chuẩn bị dừng ghi hình, người phụ nữ ấy bất ngờ quay mặt nhìn thẳng vào camera gương mặt ấy lộ ra khiến tôi vô cùng hãi hùng, bao nhiêu da gà dựng hết lên. nếu không bịt chặt miệng có lẽ tôi đã hét thất thanh rồi. người mà nãy giờ tôi cho là bộ nhí chồng dẫn về, thật chất lại chính là chồng tôi. chồng tôi chẳng những mặc váy, đi dài, đội tóc giả của vợ mà còn tô son trát phấn lè lè khắp mặt. anh uống éo tạo dáng trước gương nhẹ nhàng uyển chuyển thành thạo đi trên đôi cao gót bảy phân đầy gợi cảm, như thể một người phụ nữ muốn phô diễn sự hấp dẫn để thu hút ánh mắt của đàn ông. Đầu tôi nảy ra một ngàn câu hỏi vì sao? Tại sao nấy lại làm vậy? Có phải chỉ những người thuộc giới tính thứ ba mới làm vậy? Nếu là một người đàn ông bình thường, thì họ đời nào có sở thích quái gỡ đó? Không chờ nổi phút nào nữa, vứt lại xe ở công ty, tôi bụng trũng chân tay cố bắt ráp chạy thẳng về nhà lòng nóng như lửa đốt, vừa sợ hãi vừa tức giận, tôi phi vào phòng ngủ gào to. Trung, anh làm cái trò gì kinh tởm vậy? Anh giấu em chuyện gì? Anh nói luôn đi. Khác với thái độ nóng giận của tôi, anh ôn hòa bình tĩnh đáp lời. Anh mượn đồ vợ để chuẩn bị cho văn nghệ công ty thôi mà. Vợ nghĩ gì xa xôi vậy? Trong mướt mãi khổ thân chưa? Thay đồ rồi ăn bát cơm, anh vừa nấu vẫn còn nóng đấy. Máu hẹn trong em trỗi dậy, thấy chồng vẫn bình thường, bao nhiêu lời chất vấn hùng hổ dọc đường đi chuẩn bị em lại nuốt vào trong. Suốt tuần sau đó quan sát, em cũng không tìm ra điểm gì bất thường của chồng, nhưng mà lòng như mắt xương cá, khó chịu và khó nói lắm. Nay chồng em lại kẻ lông mày cho em, nhìn sự khéo léo của anh, tự dưng em thấy sợ. Em luôn muốn hỏi, chồng ơi, thực chất anh là ai? Điều em bắt gặp có nghĩa là gì? Nhưng vấn đề ấy nhạy cảm quá, nói ra sợ anh chối. Hoặc đánh mất nhau còn im im thế này em khó chịu lắm. Sợ em mắc bệnh tâm lý mất thôi. Đúng cái thời học sinh, đi học mà không có con điểm thì không vui. Không có động lực học phải không mọi người? Mình của những năm cấp 3 cũng không phải là ngoại lệ. Giờ nghĩ lại vẫn còn ôm bụng cười đây nè. Năm đó vừa vào lớp 10. Cô xếp chỗ theo alphabet mình tên Dung được xếp ngồi cùng thằng Dương rồi đến Đạt với Hà trong bàn bốn người. Mới đầu mình với thằng Dương tính cũng hợp, nói chuyện với nhau cứ phải gọi là liên mồm. Bài kiểm tra toán đầu tiên của năm lớp 10 thầy coi dễ, nên hai đứa cứ thoải mái trao đổi bài. Mình nghĩ thằng này lắm mồm, chắc chẳng học hành gì. Thôi thì bạn bè giúp nó hai ba câu cũng được. Rồi đụng cái lúc trả bài mình được 9 điểm rưỡi, cao nhất lớp. Còn thằng Dương được 9,3 cũng làm tròn lên 9 rưỡi nốt. Mình mới ngã ngửa hỏi, sao mà tao nhắc mày có mấy câu mà điểm mày cao vậy? Nó mới bảo Thì mấy câu còn lại tao đều biết làm rồi Mà mày còn nhắc tao sai mẹ một câu đây này Nghĩ cây chứ Biết nó giỏi vậy hỏi nó nốt câu kia là được 10 điểm rồi Đằng này nhắc nó xong còn bị chửi vì nhắc sai nữa rồi những môn khác hai đứa không trao đổi gì, nhưng mà điểm vẫn cứ sàn sàn nhau, kém nhau toàn không phải mấy, tranh tranh nhau vị trí đầu lớp. Từ đó hai đứa ngầm thỏa thuận bài ai người đấy làm để xem ai mới xứng đáng với vị trí top 1. Lên cấp 3 rồi mà giờ kiểm tra nào cũng chồng sách vở lên che chắn như mấy đứa cấp 1. Có lần mình tình cờ sai một lỗi giống nó, thế mà nó dám tố mình chép bài nó. Mình cây cú xin đổi chỗ với con Hà để chứng minh sự trong sạch của mình. Thế là hai đứa hai đầu bàn Nhưng mà vẫn ganh đua nhau từng chút Thầy mà gọi hai đứa lên bảng làm cùng một bài Là y như rằng tụi mình phải cầm theo vở lên để che chắn Làm xong rồi cũng nhất quyết không chịu về chỗ Đợi đứa kia làm xong mới về Vì sợ nó tẩy xóa sửa bài của mình Về chỗ thì căng mắt lên soi bài nhau Bắt từng lỗi chính tả dấu câu Có lần giờ kiểm tra 15 phút Đang viết dở thì bút mình hết mực quay qua bên cạnh rồi bàn trên bàn dưới thì toàn đứa lười đi học mang mỗi một cái bút mình đành dở giọng thảo mai mượn thằng dương mà nó giả câm giả điếc mãi lúc sau mới quay sang cười bài ai có người đấy tự làm nhìn túi bút cả chục cây bút của nó mà cây đành ngậm ngùi lấy bút chị ra viết kết quả là có mấy chỗ mờ mờ cô không nhìn rõ nên không tính điểm. hôm sau mình mua hẳn hai chục cây bút rồi đưa qua đưa lại khỉa nó. nhỡ chục cây bút của mày cùng hết mực thì đừng có hồng mượn tao nha con trai. biết thằng Dương heo bánh mì mỗi sáng mình đầu tư hẳn chai tương ớt mang đi học. nói để bánh trên bàn rồi đi trực nhật mình tranh thủ đổ thêm cả nửa chai tương vào bánh của nó. ai về nó thấy còn tỏ là cảm ơn mình. nó thích ăn ớt lắm. Nói thế thôi, chứ nhìn cái mặt nó đỏ hết cả lên, mồ hôi chảy thành dòng mà mình hả hê ghê. Rồi còn nhiều trò trẻ trâu nữa, nào là giấu dép nhau, vứt đầy rác ra lớp khi đứa kia trực nhật. Có hôm chẳng rủ nhau mà hai đứa tự nhiên xì hơi ke của nhau, trưa về nắng 38-40 độ, mà cả trường về hết, có mỗi hai đứa dở hơi phải dắt xe cùng nhau. Rõ là không có ưa nhau, mà mấy lần tập văn nghệ, toàn bị xếp đứng gần nhau, lại còn múa cặp với nhau nữa, Cuối lớp 11 đùng cái hạ với đặt yêu nhau Hai đứa hai bên suốt ngày phải ăn cơm chó Đết học được gì Mình đành về chỗ cũ ngồi cạnh thằng Dương Rồi khi thi học kỳ chia phòng tưởng thoát nhau Mà tên gần nên vẫn ngồi gần Mà lạ cái là lúc đó Tình anh em đồng chí nó cao lắm Hai đứa toàn hợp tác giúp đỡ nhau Chứ không có ganh nhau nhở lớp Ganh nhau cho cố vô xong tổng kết Bằng lưu điểm nhau Đến thi đại học cũng đồng thủ khoa lớp Chả phân định thắng thua gì cả Chán chưa lên đại học chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào mà hai đứa cùng vào một trường đại học, cùng khoa, cùng lớp luôn mới ghê chứ, đúng là cuộc đời chớ triều thật. Hai đứa bảo hay thôi, cứ coi như chưa từng quen đi, với không có ganh nhau điểm số nữa đâu, mệt với chán rồi. Mình yêu anh nào nó cũng chẳng quan tâm, hỏi mày không tò mò thì nó bảo quan tâm làm gì, lúc nào thất tình gọi nó là được, tưởng là nó muốn đưa mình đi chữa lành hay gì thì nó bảo là để tao cười cho cái mặt mày, yêu đương ngu như chó để bị tráp nó còn cố tình dụ mình đi chơi với một anh trai BD đúng gu mình, rồi bị anh ấy phủ vàng. Nhưng mà nó cũng đâu có khá khẩm hơn. Bày đặt tán các chị rồi bị mấy anh daddy của mấy chị đến cảnh cáo, sợ té đái ra quần. Và các chị mà nó yêu nhất thì chị gái ấy bỏ nó đi yêu anh giàu có hơn. Hôm đó nó khóc quá trời luôn. Mình phải đưa nó đi giải khuây, đi nhậu nhẹt các kiểu. Rồi cả hai bị giữ xe, lên phường, về báo bố mẹ, rồi lại bị chửi. Cả một phần ba cuộc đời cứ cùng nhau báo thôi ra trường thì Dương ở Nam, mình ra Bắc. Hai đứa không thân, nhưng mà vẫn con video trò chuyện nói xấu đồng nghiệp nọ, ông sếp kia. Gần nhau thì ghét nhau như chó với mèo. Tự nhiên xa nhau, cứ thấy thiếu thiếu. Chẳng biết xui rủi thế nào thì đụng một cái cái. Hai đứa lấy nhau vừa mới đây nè. Đến giờ lấy nhau rồi mà vẫn còn ganh nhau nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Tranh nhau tình thương của hai bên gia đình. Nghĩ cũng lạ. Cũng thân thân, ai ngờ thân hơi lố, thành bạn cả đời luôn rồi. Thôi thì bạn chồng chịu khó, chịu tính tôi cả đời nha. Tôi không đủ sức để tìm người khác nữa đâu. Ganh nhau với bạn suốt chục năm trời tôi mệt mỏi lắm rồi. Có câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Người nào lấy được chồng thương, chồng chiều thì đúng là phước lành. Nhưng tiếc rằng chị tôi lại chẳng may mắn như thế. Giờ nhiều người thì đã ấm êm bên gia đình, còn chị thì vẫn lông đông lận đận mãi. Mẹ đẻ chị Hạnh trước tôi 9 năm Hai chị em cách tuổi khá nhiều Nên lúc nào chị cũng tỏ vẻ chững chạc hơn thằng em nghịch ngợm là tôi Chị Hạnh trông nơm tôi cho bố mẹ đi làm từ hồi tôi còn bé xíu Suốt ngày chành chọe nhau Nhưng mà tôi luôn yêu quý chị như người mẹ thứ hai vậy Cho đến ngày chị đi lấy chồng Tôi khóc như mưa Khiến cả nhà cười ngặt nghẽo Chê tôi là thằng con trai mít ướt Kể trước tôi thương chị Hạnh thấy mồ vì chị theo chồng rồi thì còn ai đợi tôi về ăn cơm, ai giặt đồ cho tôi và nghe mấy chuyện yêu đương bỏ xít trên lớp của tôi nữa. Nhưng rồi chị vẫn ráng thuyết phục tôi, bảo tôi yên tâm vì nhà chồng chị giàu lắm, chồng làm bác sĩ cũng tâm lý và giỏi giang, đảm bảo chị sẽ có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo gì cả. Có vẻ cũng đúng thế, vì anh trẻ mua cho chị một chiếc ô tô riêng, chị cũng cho tôi khá nhiều tiền, rồi bảo đấy là quà anh trẻ cho tiêu vặt, chưa kể chị Hạnh được ở trong ngôi biệt thự lớn gần Hồ Tây, có tận hai bà giúp việc, thật sự sang chảnh hơn trước rất nhiều. Cơ mà sóng gió bắt đầu, khi anh trễ bảo chị nghỉ ở nhà để sinh con, không cần vất vả kiếm tiền làm gì hết, trong khi chị đang có công việc ổn định ở một trung tâm thẩm mỹ. Đương nhiên chị hỏi, tôi cương quyết không nghe, có lần cãi nhau ngay trước mặt họ hàng, chỉ vì chị không muốn ở nhà làm ô xin miễn phí cho chồng. Thật sự sau vụ đấy tôi không thích anh trễ cho lắm, nhưng vì chị đã bỏ qua, nên tôi cũng kệ. Mấy tháng sau đám cưới, chị Hạnh báo tin chị đã có bầu. Bố mẹ tôi vui như Tết. ấy thế mà anh trễ chỉ lạnh lùng nói. Còn thấy phụ nữ tầm này có bầu là chuyện hết sức đương nhiên mà bố mẹ. Phải để xem đó là con trai hay con gái nữa. Chứ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bố mẹ đâu phải không biết quan niệm đấy. Nụ cười của chị tôi tắt ngắm. Chị ít nói hẳn kể từ hôm đó. Cuối tuần chị Toàn về ngoại ăn cơm một mình. Cũng chẳng thấy anh trễ lái xe đi cùng nữa. Thế rồi chiều hôm đó tôi đang chờ mẹ đi mua đồ Bỗng dưng thấy số chị gọi đến Một giọng đàn ông lạ mặt thông báo chị đang cấp cứu Nên tôi và mẹ vội vàng chạy ngay vào viện Lúc đấy chị Hạnh đã mang thai được 7 tháng rưỡi Bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải Vì ngã mạnh xuống đường Nên chị có nguy cơ sinh non Phải cấp cứu ngay mới mong giữ được em bé Mẹ tôi khóc ngất Còn tôi gọi cho anh rể đi qua với chị liền Nhưng mà gọi đến mấy chục cuộc Anh rể đều không bắt máy Tôi sốt ruột nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào Đành đứng ngoài phòng mổ cầu mong chị tai qua nạn khỏi Rồi thật may Bác sĩ thông báo cháu tôi chỉ bị sinh non Nên phải đưa vào lòng kính thôi Còn đâu mẹ tròn con vuông Quả thực nghe tin đấy xong Mà nhà tôi mừng muốn khóc Thở phào nhẹ nhõm Còn bố tôi ôm chặt lấy mẹ Trưng trưng nước mắt Đợi mãi cho đến tận khuya Anh trẻ tôi mới vác mặt đến bệnh viện Nhưng chưa gì đến anh ta đã trách mắng chị tôi Cô chị của cậu đi đứng kiểu gì đấy bụng mang dạ chữa còn không biết nghĩ vác cái thân ra ngoài đường rồi giờ sướng chưa Dặn báo như lần lỡ trong nhà cho tôi mà còn chạy nhảy ra ngoài sau này ảnh hưởng gì đến con thì cô ta chết với tôi mà đâu rồi con trai tôi đang nằm ở đâu không kiềm chế nổi tôi tức giận túm cổ anh ta đẩy ra khỏi cửa phòng bệnh cấm anh không được lại gần chị tôi mang danh bác sĩ mà anh ta dững chân với chính vợ mình coi chị tôi như cái máy đẻ thuê chỉ đến khi bố tôi gọi anh trễ ra ngoài nói chuyện thì mọi chuyện mới lắng xuống anh ta bỏ về còn tôi chán chả buồn nói chuyện với con người đấy. Sau đó thì bố mẹ đưa chị về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều qua bệnh viện để thăm cháu. Thằng bé rất kháu khỉnh, tuy phải chào đời sớm hơn dự tính, nhưng mà cậu nhóc có vẻ khá mạnh mẽ. Tôi đặc biệt danh cho nó là gấu, mong từ ngày đón thằng bé về nhà. Nghĩ sau này có thằng cháu gọi tôi là cậu, rủ nó chơi cùng cũng vui ra phết đấy chứ. Cơ mà mọi thứ không yên bình được quá một tuần Ngày nào anh trễ cũng qua đòi con mang về Không thèm quan tâm đến sức khỏe chị tôi Dù anh ta là bác sĩ Nhưng chẳng biết điều Và chẳng có chút tình người nào Bố mẹ tôi nhất quyết không cho anh chị gặp hạnh Còn chị tôi cứ nằm trên phòng khóc suốt đêm Thương chị lắm Nhưng mà tôi cũng chẳng biết làm gì Vì tôi chẳng giỏi an ủi cho lắm Sợ nói gì làm chị đau lòng thêm Ngày đón gấu về chị tôi còn ôm con khóc hòa à lên Khiến ai cũng xót Bố bảo tôi sửa soạn rồi chở bố sang nhà anh rể. Vào đến nơi cả nhà anh rể im tin thích khi bố tôi nhẹ nhàng nói. Tôi trả thằng Khoa cho ông bà. Nhà tôi không có thứ con rể bạc nhược vô dụng như vậy. Bố tôi vừa dứt câu. Anh rể đã nhảy đông đổng lên chửi bố tôi không ngớt. Bố đừng tưởng là tôi cưới con gái bố. Thì bố muốn nói gì tôi cũng được. Sao bố không xem lại bản thân con gái mình ấy? Nuôi dạy cô ta kiểu gì mà suốt ngày chỉ biết đông đổng lên cãi chồng cãi bố mẹ chồng. Nhà dột từ nóc tôi chưa nói gì thì thôi. Bố tưởng con gái bố cao quý lắm à? Đã vậy thì tôi cũng chẳng nể nang thằng cha này nữa Nóng máu quát lại rồi cho anh ta vài cú trời gián Vừa tác động vật lý Vừa thay chị Hạnh trút hết những ấm ức lên thằng khốn này Năm xưa chị tao đúng bị tình yêu làm cho lóa mắt rồi Nên mới nhận nhầm loại như mày làm chồng Nói thật Cái loại như mày cũng chẳng xứng đáng khoác lên người Cái áo blues bác sĩ kia đâu Một tháng sau thì chị tôi làm thủ tục ly hôn Anh trễ ngày nào cũng lồng lộn đòi cướp con về vì từ hôm gấu chào đời đến giờ Anh ta vẫn chưa được nhìn mặt con Đệt mợ thằng cha đó chứ Lúc nhà tôi gọi anh đến cứu vợ con Thì anh ta chẳng bắt máy Chị bầu bí cũng chẳng thăm vợ ngày nào Thì có quyền gì mà đòi với cha hỏi Rồi hôm gần đây đến nhà Anh ta thu dọn đồ đạc cho chị tôi Tôi còn phát hiện cuốn nhật ký chị giấu trong học bàn trang điểm Mở ra đọc thì đúng là trang nào cũng ngập trong nước mắt Ngày ít tháng ít Anh Khoa lại chẳng đưa mình xu nào rồi Thế này thì không biết mấy hôm tới mẹ con mình phải sống kiểu gì nữa bất lực quá chắc lại phải về nhà mẹ cho qua bữa mình đúng là đứa con gái không ra gì lấy chồng mà vẫn còn khiến bố mẹ phải nhọc lòng ngày ít tháng ít ngủ với mình nhưng anh lại gọi tên người yêu cũ thật là nực cười nếu anh yêu cô ấy như vậy sao lại còn lấy em làm gì rồi mỗi khi không có việc gì diễn ra theo ý anh thì em lại phải hứng chịu tất cả cứ cho là bố mẹ sắp xếp nhưng chẳng lẽ sự cố gắng của bao năm qua của em không thay đổi lấy chút tình cảm của anh sao trong tim anh luôn có cô ấy Vậy còn vị trí của em thì ở đâu Ngày ít tháng ít Mình có bầu rồi Que thử thai hiện hai vạch đỏ chót Mình mừng lắm Nghĩ có bé con thì kiểu gì cũng sẽ giúp mình và anh gần nhau hơn Nhưng hóa ra mình làm to Chuyện đứa con đều nằm trong tính toán của anh Chỉ cần là con trai ra đời Thì anh sẽ trước nó khỏi tay mình thôi Thật là sau cuộc đời của mình lại có thể bất hạnh như vậy chứ Hãy cứ nhớ đến những trang nhật ký của chị Là nước mắt tôi càng không ngừng được mẹ tôi đặt tên chị là hạnh vì muốn chị một đời hạnh phúc nhưng trớ trêu thay bất hạnh cứ đổ xuống đầu giờ kiểu gì chị cũng phải làm mẹ đơn thân dù là có nhà tôi luôn bên cạnh nhưng không biết phải làm thế nào chị mới quên được những tổn thương do anh ta gây ra nữa Mình năm nay 41 tuổi, chồng mới 29 Nhìn vào hai con số này ai cũng sẽ thấy sự chênh lệch tuổi tác khá lớn Không ít người khi nghe đến số tuổi này đều biểu môi rồi bảo Đúng là loại trâu già gặm cỏ non, dài rồi một còn ham trai trẻ Vào thời điểm cách đây một năm, mình bỏ ngoài tai trước những câu nói chê trách ấy cho đến hiện tại thực tế đã cho mình một cú tát đau điến Trước đó mình từng đi qua cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm trong buồn tuổi Mãi lo phấn đấu cho sự nghiệp Ngoài 30 tuổi mình mới kết hôn tuy nhiên việc cuộc hôn nhân bắt nguồn từ nhiều thứ thứ chính lại không phải là tình yêu nên đầy thất vọng chồng cũ mình ngoài việc biết kiếm tiền anh còn giỏi lăng nhăng giỏi lấy lòng phụ nữ vì đã sai khi chọn chồng việc duy nhất có thể sửa chính là bỏ chồng và rồi huy đến khi mình vẫn còn chưa hết chống chến sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cậu ấy là nhân viên cấp dưới của mình năng lực không thực sự xuất sắc nhưng biết lắng nghe dễ bảo và cực kỳ tâm lý mình vốn chỉ xem Huy như cậu em trai nhỏ tuổi, nhưng không ngờ những hành động quan tâm nhỏ nhặt như chuẩn bị bữa ăn nhẹ đặt trên bàn khi biết mình sẽ về muộn, hoặc chai dầu gió khi thấy mình nghẹt mũi, lại khiến mình cảm động. Trái tim mình một lần nữa rung động như thở mới đôi mươi. Mình nhận ra từ lâu lắm rồi, bản thân không được quan tâm như thế. Mình quyết định tiến đến với Huy, mà quên mất rằng Huy mới chỉ 30 tuổi, mà mình đã ngoài tứ tuần mất rồi mẹ mình phản đối kịch liệt mẹ nói rằng muốn mình tái hôn tìm được hạnh phúc của mình nhưng không phải với một cậu trai trẻ đúng ra phải gọi tôi bằng cô nhưng những lời khuyên răn của mẹ không thuyết phục bằng lời yêu đương của huy không chỉ gia đình mình gia đình huy cũng ngăn cản ngày ra mắt bố mẹ huy để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt gia đình anh mình ăn mặc trẻ trung lịch sự và mua thật nhiều quà để biếu nhà anh nhưng đáp lại với tấm chân tình của mình mọi người trong nhà lại tỏ thái độ không ưng lúc không có ai mẹ anh đến gần mình thủ thủy bác nghĩ hai đứa không hợp nhau đâu con trai bác lấy cháu thì đúng là thiệt cho nó quá với lại bác nói thật Cháu cũng có tuổi rồi, mà Huy nhà bác lại là đít tôn. Nói nhất định phải có con trai để nói giỏi. Đàn bà nhiều tuổi như cháu chẳng biết có sinh nở được hay không. Thôi thì, thấy cháu thành đạt lại lễ phép, bác cũng quý. Nhưng mà buông tha cho Huy để nó đi lấy vợ cháu à. Trâu già thì không nên gặm có non. Đến đây thì mình tức sôi máu lắm. Những lời vàng ngọc của mẹ anh như thể đang ám chỉ mình là đứa con gái ế xưng ế xỉa, không may thèm trước nên mới phải bám phiếu vào anh đã có chồng. Sự kiêu hãnh của một đứa con gái kiếm ra tiền và có sự nghiệp, không cho phép mình để mặt cho người ta hạ thấp danh dự mình như vậy. Mình bảo luôn, bác ạ, à, cháu cũng chẳng khoái cỏ non cỏ biết gì đâu, nhưng mà ai cũng là vì con trai bác cơ. Sao bác không trách con trai mình trẻ con thích chơi đồ cổ? Chính Huy là người tỏ tình và chủ động theo đuổi cháu đấy. Tình yêu thật kỳ lạ, càng bị can ngăn, càng như khiến tình cảm bùng cháy mình và huy quyết định kết hôn dù cả hai gia đình đều cấm cản những ngày tháng ban đầu rất ngọt ngào dễ chịu khiến mình hài lòng với sự lựa chọn của mình Huy vẫn dịu dàng tinh tế như trước, anh khiến một người phụ nữ đã ngoài 40 như mình thỏa mãn được cảm giác hư vinh rằng mình vẫn còn sức hút đối với những cậu trai trẻ, tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ luôn tươi đẹp mãi thế này, rồi một ngày Huy thủ thỉ muốn nghỉ việc, Huy bảo chồng làm nhân viên của vợ sợ người ta dị nghị, anh ấy muốn chứng tỏ bản thân ở một công ty khác, mình thấy Huy nói có lý nên đồng ý, nhưng nghỉ việc đã 3 tháng, Huy vẫn chưa đi làm chỗ thì huy chê không có môi trường cho anh thể hiện năng lực chỗ thì thu nhập không tương xứng trình độ đến tận bây giờ việc huy làm mỗi ngày chỉ là nấu cơm chờ mình về chồng mình không đi làm nhưng mà tiền tiêu như nước anh ấy còn dở thói ghen tuông luôn khăng khăng đòi hộ tống mình mỗi lần đi tiếp khách nếu mình nói không tiện huy sẽ khó chịu hỏi không tiện cho việc gì không tiện để em với thằng trai trẻ nào khác nói chuyện với nhau à nhưng mà điều khiến mình sợ nhất bây giờ chính là chuyện chăn gối vợ chồng Huy luôn đòi hỏi, bất kể lúc đang đêm hay mình mệt mỏi, nếu không như ý, Huy sẽ tỏ thái độ khó chịu. Bây giờ mình mới thấm rõ khoảng cách tuổi tác là như thế nào. Có lần Huy nói với mình bằng giọng hờn dỗi, em mà cứ như thế, anh đi mua vui bên ngoài thì đừng có trách. Người ta thường nói ly hôn một lần thì có thể lỗi do chồng cũ, nhưng nếu ly hôn đến lần thứ hai thì lỗi lầm lại là tại người vợ như mình rồi chẳng lẽ mình lại ly hôn lần nữa khi mà cuộc hôn nhân mới còn chưa kịp tròn một năm chuyện này thật đáng xấu hổ và mình cũng chẳng dám tâm sự cùng với ai chuyện xảy ra mới đây thôi nhưng mà trớ trêu cho mình quá mình hết chịu nổi rồi phải lên tiếng trước khi mang danh cô giáo trà xanh suốt cuộc đời mình là Thủy là cô sinh viên sư phạm văn mới ra trường Mới ra trường nhiều ước mơ hoài bão Nhưng cũng lo lắng nhiều thứ lắm Nào là tiền bạc, chuyện gia đình, chồng con tương lai Nói về hình mẫu, người chồng lý tưởng Thì mình chỉ cần một người đàn ông trưởng thành, chững chạc Để mình có thể làm chỗ dựa như anh Huy vậy Anh Huy đến với mình như một vị cứu tinh của cuộc đời Hôm đấy mình ngã xe, đau lắm Nhưng may mắn là gặp anh Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Đỡ tôi ngồi dậy như nam thần trong phim Hàn Quốc thân hình cao lớn gương mặt nét nào ra nét đấy nhiều đó thôi cũng đủ khiến cô gái mỏng manh như mình muốn xà vào lòng anh ngay rồi kể từ đó mình và anh bắt đầu tìm hiểu nhau công việc dần ổn định hơn khi mình được điều phối công tác tại một trường tiểu học trong khu vực ôi ơn trời cảm ơn ông trời vì đã cho con những gì mình muốn công việc tốt và một người yêu chuẩn gu nhưng mà chuyện khiến mình buồn lòng là dù mình dành hết lòng hết dạ yêu anh nhưng mà sao có vẻ ảnh hưởng hờ với mình ghê yêu nhau hơn cả năm trời nhưng số lần đi chơi với nhau thì chắc đếm trên đầu ngón tay có hôm mình nhớ anh quá bèn gọi năn nỉ anh ơi em nhớ anh quá mình gặp nhau liền nha hai tháng mình không gặp nhau rồi em giận anh đó mình khóc lóc cỡ nào thì anh vẫn đáp lại hờ hững thôi Em chịu khó nha Anh bận quá lần sau anh mua bánh ngon cho em ăn bù nha Đau lòng lắm Nhưng vì yêu nên mình cũng tạm tin Nhưng không thể nào không nghi ngờ được có lần mình nặng nặc muốn đến nhà thăm ba mẹ anh, nhưng nhất quyết anh không cho. Dù mình có năng nỉ ỉ ôi như thế nào đi chăng nữa, anh đều bảo anh có công việc riêng, nên nhà cửa bừa bộn lắm, em qua lại chê nhà anh mất. Đúng như những gì mình suy đoán, rồi một ngày mình nhận ra công việc của anh có mái tóc dài, cao mấy sáu hai, còn có thêm tệp đính kèm nữa. Hôm ấy là ngày đầu tiên mình đón các bé học sinh đến lớp vào buổi đầu tiên. Bỗng dưng anh bước đến và dẫn theo một đứa bé. Chào cô, mong cô giúp đỡ cháu. Cháu nhà em hay khóc nhẹ lắm. Mình vừa quay ra thì cả hai đều sững sờ. Anh ấy vừa thấy mình là chạy đi ngay lập tức. Còn mình thì ngơ ngác nhìn theo. Trời, thì ra anh ta đã có vợ rồi. Mình đâu ngờ rằng cô giáo như mình lại là một con trà xanh. Anh ta giấu hay thật, Thảo nào không bao giờ cho mình đến nhà. Vì anh ta biết rằng nếu mình gặp vợ anh ta thì có lẽ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra. Cuộc đời đâu có ai biết trước được điều gì. Chính vợ anh ta đã đến gặp tôi chất vấn ngay tại trường. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, cô ta xông thẳng vào phòng giáo viên. Con Thủy là con nào? Mau bước ra đây cho tao. Mất mặt quá, mình chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong. Đâu, con Thủy đâu? Tao muốn coi có cái loại cô giáo mà đi giật chồng người khác như thế nào con thủy đâu ra đây bao mình nhẹ nhàng cất giọng dạ chị ơi em là thủy có gì mình nói chuyện sau nha chị chị gái không có ý định dừng lại mà vẫn hét toáng lên à thì ra là con này trong mặt mày cũng đẹp cũng tươi như hoa quá ha để hôm nay tao cho mày héo luôn mình chẳng biết làm gì ngoài việc thục mạng chạy vào nhà vệ sinh để trốn nhưng mà chị ta vẫn không tha cho mình đến tận nơi kiếm mình hôm nay tao không xử mày thì tao không phải là con người mình không nhớ là bị nhấn nước bao nhiêu cái chỉ nhớ rằng cho rất nhiều người đứng bên ngoài chỉ trỏ chị ta nhấn nước đến nỗi khiến mình phải nhập viện mấy hôm tưởng là về với ông bà rồi đấy đời khốn nạn với mình thật cô giáo trà xanh nghe có nhục không bây giờ mình không dám bước vào trường nữa vì không thể chịu nổi những lời bàn tán xung quanh mình đâu ngờ rằng có một ngày mình mất cả tình yêu và công việc mọi thứ đều sụp đổ chỉ bởi anh ta anh huy à anh nhớ đó tôi sẽ không để yên cho anh và con của anh đâu anh nên nhớ tôi vẫn là cô giáo của con anh đó Xin chào mọi người, em tên là Lan, hiện đang là nhân viên kinh doanh của một công ty gia đình hai thế hệ. Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc là tại sao người ta tránh công ty gia đình còn không được mà em lại cứ đâm đầu vào đúng không ạ? Thực ra công ty em có cơ chế lương và phúc lợi rất là tốt. Ông bà chủ mặc dù lớn tuổi nhưng mà rất là hiền lành và quan tâm nhân viên. Ông bà có một cậu con trai, hiện đang làm giám đốc công ty, chưa vợ, tính tình cũng rất là thoải mái. Và còn một chuyện nữa, em rất là ngưỡng mộ tình cảm của ông bà chủ. Mặc dù kết hôn đã lâu rồi, ông chủ cũng phải phong độ và giàu có tuy nhiên hai ông bà lúc nào cũng rất là tình cảm không hề có tiểu tam hay là tiểu tứ nào chen vào được luôn nha phòng kinh doanh của em có trên dưới chục người được chia thành ba nhóm để mà chạy doanh thu trọn vía hầu như đồng nghiệp nào cũng tốt tính trơn không có kèn cựa hay là bon chen quá đà mọi việc vẫn cứ tiếp diễn bình thường như vậy cho tới dạo gần đây Chuyện là con bé ngồi cạnh em tự dưng dạo này thăng tiến nhanh chóng à. Mặc dù nó mới vào làm được có 3 tháng chứ nhiều kinh nghiệm lẫn chuyên môn thì thua xa một số anh chị trong phòng. Thế mà hôm trước nó được bổ nhiệm làm trưởng nhóm kinh doanh trong cái sự ngỡ ngàng bật ngỡ của cả cái phòng em luôn. Bởi vì từ ngày nó vô á, nó chưa một đồng doanh thu nở trơn á, hầu như ai cũng không phục nha. Có anh chị làm lâu năm ý kiến lại với giám đốc thì nhận được câu trả lời như vậy nè trưởng nhóm không nhất thiết phải là người có doanh thu cao nhất mà đôi khi chỉ cần là người có khả năng lãnh đạo là được cho buồn cười không buồn cười không một con bé mới tốt nghiệp được vài tháng kinh nghiệm lẫn năng lực không có lấy gì khiến các nhân viên nghe lời lãnh đạo của nó đây trời Và lại tính cách của con bé nó còn hóng hách nữa chứ luôn lấy cái cớ là trưởng nhóm để mà sai vặt nhân viên xui xẻo em cũng dính đạn chị lan em thấy mọi người khác cũng mệt rồi đó chị mua đồ uống cho cả phòng nha chị lan đưa em báo cáo tháng này chứ Chị Lan lấy bút cho em Chị Lan lấy cho em cốc nước em khát quá Thậm chí nó còn mỉa mai em vậy nè Chị Lan ơi hình như chị vừa làm công ty cũng 4-5 năm rồi đó Thế mà chưa được lên làm trưởng nhóm hả Ồ nói thiệt nha Nhiều khi em chỉ muốn bật lên nó luôn á Mà nghĩ lại thôi thôi đi Một điều nhịn chính điều lành mà Do sự thăng tiến của nó có quá nhiều mập mờ đi Cho nên nhân viên trong công ty tò mò lắm chứ bộ Không biết nó làm cách nào để mà có thể leo nhanh dữ vậy một hôm bỗng dưng trong công ty nổi lên tin đồn con bé đang hẹn hò với giám đốc nghe nói có một đồng nghiệp gặp nó và giám đốc đi ăn riêng cùng với nhau biết được lý do cho nên mọi người cũng không thắc mắc nữa dù gì giám đốc cũng chưa vợ hai người đó yêu đương với nhau thì em đâu gì sai đâu nhưng mà hóa ra tất cả là hiểu lầm mọi người ơi sự thật nó còn bất ngờ hơn nhiều nè Hóa ra con bé đó cặp bồ với ông chủ công ty, anh giám đốc biết nhưng lại đứng ra bao che cho bố và con bé đó để che giấu bà chủ. Bà chủ sau khi biết chuyện đã tới tận nhà con bé đó để nói chuyện với bố mẹ nó. Khi mọi chuyện vỡ lỡ, bà chủ mới phát hiện ra ông chủ còn có cả con riêng ở ngoài với người khác từ lâu rồi. Hiện tại, ông bà chủ đang tiến hành thỏa thuận ly hôn, công ty sẽ tách ra, còn con bé kia giờ đã công khai công ty, tự coi mình là bà chủ tương lai luôn rồi. Đó, à, đúng là nhiều khi không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá được ha. Mà thiệt là cái chuyện của ông bà chủ khiến em vỡ mộng vì tình yêu quá. Khổ thân bà chủ bị cả chồng lẫn con trai lừa dối sau lưng như vậy.